Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Hét Huỳnh Mạnh Tùng. Địa chỉ của Hét là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ha. Nằm kế bên bưu điện Mỹ Xuyên và trung tâm chợ Mỹ Xuyên đó các bạn. Còn đây chính là tuyến đường Lê Lợi nha. Mình xin nhắc lại, số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay thì mình sẽ đến đây cập nhật lại giá mới những dòng xe Honda, chính hãng Honda Việt Nam, cùng với chương trình khuyến mãi của Honda dành cho dòng xe của mình. Tất nhiên rồi, khi mình mua xe ở đây mình sẽ được bảo hành chính hãng 3 năm cũng như là 30.000 cây số bất kể dòng xe nào đang có mặt ở nơi đây ha. Đây chính là showroom trưng bày xe. Bây giờ mình sẽ mời các bạn tiếp tục di chuyển vào trong với mình để cập nhật giá từng dòng xe một đang có mặt ở chỗ này cũng như là chương trình khuyến mãi ha. Ở bên này là khu vực dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo hành, bảo dưỡng xe. Bây giờ mình mời các bạn đi thẳng vào trong nha. Ở trong này chúng ta sẽ có showroom xe. Hôm nay thì cửa hàng về rất là nhiều những phiên bản màu độ để phục vụ cho các bạn. Bên trong này cũng đang có khách đây. Và video này mình sẽ dành cho chiếc Honda AB. Bây giờ chiếc AB này thì hiện tại nó không có khuyến mãi của Honda như là Vision, như là WRX hay là Winner, Venfa, Blade, thì cửa hàng sẽ khuyến mãi cho mình. Ok ha, sẽ khuyến mãi cho mình. Còn đây là những phiên bản màu độ thì cửa hàng sẽ khuyến mãi bằng cách giảm giá nữa dòng xe AB này cho các bạn. Tất cả các dòng đều được giảm hết luôn. Đầu tiên mình sẽ báo giá cho các bạn ngay ha. Giá xe mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã bao gồm VAT đó các bạn. Đây. Với phiên bản tiêu chuẩn động cơ 125, giá sẽ là 39.500.000 rồi. Hồi đầu tháng mình báo cho các bạn là 39.9 á, bây giờ là 39.5. Nó sẽ gồm có màu xanh và màu đỏ. Với bản đặc biệt là màu đen mờ, giá sẽ là 41.500.000, cũng như thế giảm 400.000 so với hồi đầu tháng. Đây, màu đen mờ. Màu độ này mình sẽ cộng từ 2 triệu cho đến 2.5 triệu. Ví dụ như cái màu này nó sẽ là 2 triệu. Vậy ha, 2 triệu đó các bạn, ra như thế này. Mời các bạn tham khảo nè. Kiểu sơn 3D, tem là tem giới hạn Limited Edition đó các bạn. Đẹp đó ha. Rồi, động cơ 160 cũng giảm giá luôn. Giảm tới 500.000 đó các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ là 57 triệu thôi. Hồi đầu tháng là 57.5 nha. Nó giảm nhiều hơn so với động cơ 125. Tiêu chuẩn là 57, đặc biệt là 59. Tiêu chuẩn chúng ta sẽ có màu đỏ nè, màu xanh và màu đen. Màu đen cửa hàng vừa bán rồi. Mình còn nhớ vừa rồi có bạn yêu cầu mình là quay cho bạn xem cái bản màu đen 160 này chi tiết. Mà xui cái là cửa hàng bán rồi các bạn. Rồi phiên bản đặc biệt sẽ là 59 triệu, cũng giảm 500.000. Đó, bản đặc biệt nha. Phí biển số, động cơ 125, 1 triệu 4, 2 triệu 2 và 3 triệu 4 lần lượt cho ở huyện, ở thị xã và giới tỉnh. Còn động cơ 160 này là 1 triệu 7, 2 triệu rưỡi và 4 triệu. Phí này áp dụng trên toàn quốc, ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Nếu mà Hồ Chí Minh và Hà Nội thì các bạn sẽ cộng thêm giấy tỉnh lần lượt tầm khoảng là từ 3 triệu, tầm khoảng đó nha. Rồi, giá hôm nay mình báo đang là những ngày giữa tháng 7 đó các bạn. Nói chung là cũng hơn tháng 7 rồi. Hôm nay mình nhớ không nhầm là nó đang là 19 tây tháng 7. Nếu kịp thì mình ăn luôn cho hôm nay. Còn không thì hẹn các bạn vào ngày mai nha. Rồi, cửa hàng sẽ có hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc cho mình. Hỗ trợ trả góp chỉ cần đủ 18 tuổi và một cái căn cước công dân thôi là các bạn trả góp được rồi ha. Và ví dụ như các bạn muốn ship xe đi thì cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc nếu mua tiền mặt. Tại vì mua trả góp thì lên hồ sơ online được, nhưng mà các bạn phải có mặt ở cửa hàng để mình ký tên và mình nhận xe nha các bạn, hoàn tất cái hồ sơ ha. Còn về ship xe thì đơn giản rồi, các bạn chỉ việc ngồi nhà thôi, thậm chí làm biển số, cửa hàng sẽ làm biển số cho các bạn luôn, làm từ A đến Z luôn. Mình chỉ việc cứ học tập và làm việc bình thường, việc còn lại cửa hàng sẽ lo cho mình, lo hết luôn. Như vậy là ok chưa các bạn?
phí ship chỉ từ 200 ngàn thôi. Để chi tiết thì các bạn cứ vui lòng mình liên hệ với cửa hàng để tư vấn cho nó chi tiết hơn nha. Về giá xe, về giá xe thì mình báo chính xác rồi. Về trả góp, về ship xe ha. Và là biển số luôn chẳng hạn. Giờ quay trở lại với hai cái màu độ nè. Các bạn có muốn độ màu như thế này không? Đây là màu xám nè. Đó, xám xi măng. Tem giới hạn. Còn đây á là màu xám ánh tím. Đây ha. Rồi, ok. Mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Khi nào có giá có thay đổi gì nữa, mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn liên tục. Xin chào các bạn.